nhiên em lên viết. Lệnh ghi ở trên, sau đó ghi câu dưới là bây giờ trả lời là vậy. Trình bày của chúng ta bắt đầu từ dòng thứ 3 đúng không? Dòng 1, dòng 2 là câu hỏi người ta đúng không? Câu 3 là bắt đầu ghi lệnh, xong rồi trả lời. Viết chữ to rõ ràng và ở dưới không nhìn thấy đâu. To lên. Chả nhìn thấy gì cả. Rồi. Em sửa lại cái dấu cái là 1.95 phẩy. Dấu giữa là chấm phẩy. Đúng rồi, giỏi lắm. Và cho trở lại tiếng Việt. Khoảng tin cậy bao nhiêu phần trăm? Trời ơi, bây giờ khoảng tin cậy nhá. Khoảng tin cậy mà là 93% nó khác, 94% ra đáp số khác, 97% nó ra khác, em trả lời đúng không? Khoảng tin cậy 93% cho độ bền trung bình ghi đầy đủ vào. Người yêu tên là thiếu hay sao mà ghi từ lẫy toàn thiếu? Ghi đủ không? Khi nào mà chúng ta cần về ước lượng khoảng thì chúng ta không cần phải khai nguy bằng bao nhiêu cả. Khai vào là nó có ngày nó giảm đi. Mà chúng ta chỉ khai cái con nét chấm này bao nhiêu phần trăm. Ví dụ nó bảo là tin cậy 95% thì nó sẽ là 0.95. 97% tức là 0.97. Thế còn đối với cái bài toán và kiểm định thì chúng ta lại phải nguy bằng bao nhiêu và an tờ là như thế nào. Đây là sự khác biệt. Kiểm định thì hai cái này bắt buộc, mà ước lượng thì hai cái này lại không có, nó lại có cái khoảng tin cậy. Được chưa? Rồi, như vậy là khoảng tin cậy 93% cho độ bền trung bình của loại sợi ở trên đó là bỏ bằng 195.922.202.328. Nếu như thầy cô giáo dạy lý thuyết mà mở ngoặc vuông thì chúng ta cũng phải đóng ngoặc vuông. Nếu chúng ta mở tròn, mở ngoặc tròn thì sẽ là ngoặc tròn thì tùy thầy cô. Nhưng thầy thì thấy ngoặc tròn thầy cũng không cho điểm, mà cũng không trừ điểm, mà ngoặc vuông cũng thế như nhau ấy. Đấy là tùy giáo trình thôi. Vuông vuông hẳn, tròn hẳn, không kiểu nửa vuông nửa tròn. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ thầy bị âm thầm sửa đẹp. Chúng ta sẽ xem lúc này nó sẽ đi về đâu. Sửa đây một tí. Chúng ta từng nghĩ rằng từ đấy chúng ta đi được một ví dụ, thì nó chỉ sửa một cái này, nó sẽ sang ví dụ khác. Để chúng ta hiện nay đang là như sau. Để hiện nay là thế này. Bây giờ để hiện tại đang là như thế này. Thì ta sửa có tí đối với ta phát hiện là chi tiết rồi. Chưa có bê đúng không? Thì không biết là mình bê là rồi. Đang nói sửa ấy về hơn. Không có hiện tại. Ít nhất là có phải nguyên xích nào là 5 cũng mất được. Sigma bằng 5 mất rồi đúng không? Trừ từ đúng mất sigma đúng không? Đúng không? Mất sigma đúng không? Mất rồi thì thôi. Mất rồi thì không được dùng chữ Z nữa. T. Bây giờ phải dùng chữ T. Đúng rồi. Đấy. Cho nên bây giờ lại khác. Bây giờ lại phải dùng T. Tất cả các đoạn đầu như cũ chỉ khác từ lệnh trở đi. Nói đi, thầy nói thêm rồi. Tất cả đoạn đầu vẫn như cũ chỉ khác vũ trí. Và khi chúng ta dùng t chấm test thì chúng ta không cần phải gói bé thì ha, có gọi ra thì chẳng có nhận gì cả. Để sửa một tí mà khác luôn, trừ đi thật kỳ diệu. Lại bây giờ thì cực kỳ đơn giản, đó là
t.s mở ngoặc độ bền không có sigma nữa nhá. Mi vẫn là 200, chúng ta cần chúng ta đánh 200. An t cái đất của anh chơi là vẫn là quyết định bởi cái đối thuyết. Đối thuyết của chúng ta là tối nhỏ hơn, đúng không? Như vậy là chữ e là thế thôi. Sau là ra kết quả. Ý diệu trở lời sẽ đúng là mình mới lại hoàn thành bài thay thế. Đấy, xong ra kết quả đọc. Được chưa? Thầy có thói quen là gọi một bạn thì bao giờ có ít nhất hai người, tránh tình trạng chấp thể đánh cách chị nhau. Tại thầy cứ gọi bạn cũng gọi em. Nào lên đây. Xin mời. Lên viết. Cũng cả lên. Em có thể chép vào đây xong em cầm lên em ghi ra số. Lên trên bảng có làm sai hôm sau cả, sai ngày hôm nay để đúng ngày sau. À, in f tức là viết tắt của chữ infinite tức là vô hạn, tức là tổng vô cực. Infinity. Không, thầy chưa hỏi em câu đấy, thầy đang hỏi về cái phần ít nhất cơ thể đấy đã. Em phải viết cho thầy infinity bốn. T bao nhiêu? B giá trị bao nhiêu? Đấy. Phải hiểu là khi nào mình đọc kết quả chỗ nào. Nếu bài vấn thì thầy chúng ta đọc cái chỗ T này. B giá trị bao nhiêu? Cái dọc đây. Thế còn bài toán ước lượng thì chúng ta đọc cái dọc giữa. Chúng ta học cái đấy là không để ý gì cả. Thầy giáo không nói gì, mình cũng không nói gì luôn. Rồi, kết quả cũ vàng, kết quả hoàn nào, nào biết cho thầy tên bao nhiêu, b giá trị bao nhiêu, này trả lại tên riêng biệt, b giá trị, b giá trị, b gạch ngang giá trị. Từ này từ ngoài lai. Từ ngoài lai. Tất nhiên là nó phải xong nghiệp kết luận thế nào? Trời ơi, đã xong đâu. Kết luận thế nào? Cái mức ý nghĩa của đại bài nói, nếu không cho bao nhiêu thứ 5%, mức ý nghĩa là 0,05. Mức ý nghĩa 0,05, kết luận thế nào đây? Mạnh dạn lên. Sai thì thôi, sợ gì, sai nhiều tư tưởng, học nhiều, thi lại nhiều mới qua được. Cố lên. Phương pháp B giá trị là mức ý nghĩa mà lớn hơn B giá trị là bắt buộc cần có khi mức ý nghĩa mà nhỏ B giá trị chúng ta chấp nhận là không. Chưa đó. Câu hỏi chính vẫn chưa được. Đề bài phải là loại sợ trên có đảm bảo tiêu chuẩn hay không? Không, bây giờ thầy hỏi là cái loại sợ trên là có đảm bảo tiêu chuẩn không? Đã biết hát câu là gì đâu, em nhìn đề bài có hát câu, người ta biết hát câu là gì đâu, đúng không? Người ta chỉ hỏi là nó có đảm bảo tiêu chuẩn hay không? Đảm bảo tiêu chuẩn thì là phải ít nhất bằng 200, tức là chúng ta phải chấp nhận hát câu, đúng không? Không phải là nói với thầy mà là viết trên kia. Tức là loại sợi nói trên
Quá đảm bảo không đảm bảo biết là không? Quá không biết. Ở đây nó bảo là đảm bảo tiêu chuẩn tức là ít nhất bằng 200, mà đấy chính là H0. Có bài thì H0 là nhận định, có bài H1 mới là nhận định, phải đọc phải cẩn thận vào. Không là kết luận nhầm. Câu trên câu dưới bảo nhau bố phải. Câu trên thì là như thế này, câu dưới thì nói ngược lại. Nghĩa là nếu mà đúng luật ra là coi như bài đấy không cho kêu tiền nào. Một cái làm không biết gì cả. Cái gì không đảm bảo tiêu chuẩn à? À quá đảm bảo tiêu chuẩn. À, các bạn khác có ý kiến không? Thế sau này đi thi đúng thế không? Tương tự. Cờ đi thi là giống cả dạng thứ hai, giống cả bài thứ hai. Bởi vì người ta sẽ không cho biết độ là chuẩn của độ cả. Nhưng trong giờ lý thuyết có thể là tiêu chuẩn này. Nghi lực trên bài. Đang làm phát nhiều nặng. Thế bây giờ nếu như thầy giáo hỏi cái câu B là khoảng tin cậy 95% cho độ bền trung bình. Độ loại sợ thì lúc đấy lại sẽ là gì? Bạn cuối cùng lên viết lệnh không viết là số. Chỉ cần viết lệnh không cần viết là số. Em nên tư duy chỉ được tắt vào số. Tắt vào số, bút xuống, về đúng không? Cũng cảm lên. Lên, biết sai không? Biết không chỉ toán chứ, để bạn viết lên được nhé. Lên. Thực ra lệnh nó vẫn nằm ở trên bảng, em chỉ chỉnh sửa lại ta theo ý. Tự kỳ lên. Em có thể đặt được vào số được không? Đấy đúng không? Dũng cảm lên. Mạnh dạn lên một số, muốn tự tin để đâu một số, thay không tự tin lắm. Nó nhắc sai đấy, trông mạnh bao nhiêu nhưng mà mạnh nhắc đều lắm đấy. Em cứ tự tin vào bản thân mình. Xóa phía trên để biết xa, các bạn ở xa nhìn thấy. Cần thiết thầy tắt pin. Đúng rồi, xóa phía trên. Phía trên là thành nhiệm vụ đó. Đâu là nhanh. Cái phần kiểm định trung bình thì chúng ta có 4 hàm T chấm test, T xong chấm test, Z chấm test. Còn sang phần kiểm định tỷ lệ cũng rất là dễ. Kiểm định về trung bình thì nó giống như một cô gái có 4 chàng trai đến, không biết tại chàng trai nào. Nhưng mà cái kiểm định tỷ lệ thì nó lại giống như là một cô gái về già, chỉ có 1 anh đến. Thành ra là không phải băn khoăn, tương chọn gì cả. Cứ thế mà cân. Tỷ lệ là chỉ có 1 lệnh. Mà trung bình thì nó có 4 cái. Rất dễ dàng. Sao lại là Z chấm test mà em? Trời. Chỉ dùng Z khi biết phương sai hoặc độ lệch chuẩn ở hẹp. Ở đây chúng ta có biết đâu đây bài khác rồi. Có biết Z sigma đâu mà biết. T chấm test. Thế chưa? Cho nhìn tài liệu mà làm mất đẹp. Xóa cái sigma chấm bằng 5 đi. Để bài có cho đâu. Cái gì đó? Quả tin cậy 95% là con ép cho các em và bằng. Không chấm câu 7. Đúng rồi, đọc bạn. Thế là sao? Các bạn tự ghi đa số thì tự trả lời nhé. Tất nhiên cái điều kiện này là mẫu, là tổng thể, nó phải tuân theo đúng chuẩn. Có một số trường hợp không tuân theo là làm ra đa số nó khác nhau. Đúng không? Khi mà N, tức là cơ mẫu này mà càng lớn thì cái T chấm test và cái Z chấm test nó sẽ đa số gần giống nhau. Ở đây là 4, 8, nên là nó lệch nhau. Chúng ta đối chiếu đa số, nhưng mà nếu như trong trường hợp cơ mẫu mà lớn thì những kết quả của nó sẽ sắp xỉ nhau. Được chưa? Thế cái bài tập tương tự của cái phần này là cái bài về tấm nhựa trong công nghiệp. Ta tìm thấy cái bài đấy chưa? Tấm nhựa dùng trong công nghiệp. Sức ép trung bình ít nhất là 30 PSI ấy. Được chưa? Bài tập tương tự. Nhựa. Tư. Rồi. Đó, đây dữ liệu là có
bài bài kèm sẽ phân tích bài 85. Bài 85. Nhìn bài 85 chưa? Bài 84 tự làm chứ, bây giờ tôi làm bài 85. Chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó thật là nhẹ nhàng, khai hẳn không? Học tập trung hả? Đây là dữ liệu cho dưới dạng sơ cấp, nhưng chúng ta phải nhập vào. Ai nhớ cách nhập vào này? Trọng lượng của sản phẩm nhà máy bình thường tôi theo một mức chuẩn với trung bình là 20 kg, nghi ngờ máy hoạt động không bình thường nên người ta cân thử một trong sản phẩm cũng được kết quả như sau. Thì bình thường thì là trung bình là 20 kg, trung bình 20 kg, không bình thường là thế nào? À, khác, các bạn đấy là bằng với khác, thế là mình đã xong được cái bài giải quyết không là tuyệt đối rồi. Chứ đừng vào bài cốc đầu cốc cổ, ui, lần xem tài liệu xem mà trong sách giáo khoa các bài là giống cái bài này không, thế là đứt rồi. Tìm thì đúng rồi nhưng mà thay chỉ có một từ thôi, khác có một từ thôi là chúng ta đã học được một tư tưởng là tìm tài liệu. Thứ nhất là thi 90 phút, vào đọc zoom mất 30 phút rồi. Trời ơi, tất cả những kiến thức mình học là hết luôn, chả giống một chiếc nào cả. Dù 30 phút, không nói được câu nào cả. Lúc đấy là gì? Nó phải ra bài. Không, lúc đấy mình tiện vô một hút nước và hình dung, nhắm mắt lại, nhìn ở trước, thấy thầy giáo đang trước mặt. Không bao giờ được bỏ qua. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ một lúc. À, câu này có nói đến cái câu là trung bình là mày chết, đây thuộc loại kiểm định trung bình. Thế là bắt đầu mờ ra. Tiếp tục, dữ liệu này không hề biết phương sai độ để chuẩn tổng thể, như vậy phải dùng chữ T. Thế là dần dần nó sẽ ra. Rất đơn giản. Được chưa? Nào, bây giờ chúng ta phải gọi cái gì chưa? Bước không phải gọi chưa? Gọi mùi, nếu em làm một tập có quá thì chỉ mở không được, đấy gì? Mùi là gì? Trọng lượng sản phẩm trung bình hay là trọng lượng trung bình sản phẩm? Văn tốt trình bày nó khác hẳn so với bạn học văn tốt. Trọng lượng trung bình của sản phẩm hoặc là trọng lượng sản phẩm trung bình gần như nhau. Trọng lượng trung bình của sản phẩm của nhà máy, đúng chưa? Câu gọi đầu tiên, câu đầu tiên phải gọi. Gọi nguy là trọng lượng sản phẩm trung bình hoặc là trọng lượng trung bình của sản phẩm của nhà máy. Mở hoặc đơn vị kg đóng hoặc. Chị bày đây. Chẳng hạn là không gọi nữa. Xong câu nhất, bắt đầu tiếp tục. Như vậy cái 20 kg ở đây là gì? 20 kg này đóng vai trò là nguy không. Là cái mà không như cái đề bài mà đấy, học tập nó không tuyệt đối đấy. Đúng chưa nào? Rồi, sau đó thì là thiết lập H0, H1. Chị bày nó có đầu cũng đúng. Có điều em vào bụng phát biết luôn lại. Cũng chẳng được điểm. Ta biết được nó gì đâu. Gọi rõ ràng, gọi từ gọi nhá. Gọi nguy là lấy nguyên câu của ta. Trọng lượng trung bình sản phẩm
đơn vị kilogram. Với cái cách gọi như thế này thì chúng ta sẽ có ngay là mui không bằng 20 kg. Đây là dữ liệu sơ cấp, nó chưa cho trung bình hoặc độ đã chuẩn của mẫu, chưa cho gì cả, dữ liệu sơ cấp. Cho nên bước đầu tiên của chúng ta là thiết lập cặp giả thuyết nghi ngờ hoạt động bình thường thì là 20 kg, chúng ta không bình thường, bình thường là chính là bằng như là cái giả thuyết đối, không bình thường. Thế là khác. Trời ơi, từ bé ta mới gặp bài dễ thế. Đây là cặp giả thuyết. Đúng chưa? Bước 1 đã xong. Bước thứ 2 làm gì? Nhập. Nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu hay lấy dữ liệu? Có đâu mà lấy. Nhập với chị. Nhập dữ liệu. Có đâu mà nhập, quên, có đâu mà lấy, phải nhập vào chứ, nó cho ra bảng cho mình phải nhập đấy, trừ khi nó bảo là nằm ở trong file, cho bởi file sau đây thì mình lấy. Thầy hãy có xu hướng là cho sẵn file, đỡ mất công nhập, nếu mà các bạn lại phải dùng lệnh table xong in nó ra xong lại nhập lại, người ta nhập sẵn rồi lại quy nhập lại. Ở đây trọng lượng. Chúng ta có hai tập, một là trọng lượng và số sản phẩm. Trọng lượng thì nó rất đặc biệt. Tất nhiên em có thể nhập là C19, 20, 21, 22, 23, được như nhìn kỹ cái này. Có ra nó cách nhau một đơn vị, cho nên mình có thể nhập luôn là 19, 20, 23. Nếu là số liên tiếp như thế thì mình chỉ cần 19, 20, 23 luôn. Hiểu không? Này, thấy chưa? 19, 20, 21, 22, 23. Còn đi có lần nó còn tẻo, nó cho 19, 20, nhảy thẳng lên 22, dùng lệnh này đứt luôn. Nếu mà nó khuyết, mà nó có cách đều nhau thì đừng có nhập từ gà này nhé. Không làm thế này, bằng C 19,20,21,22,23. Thế nhớ nó cho 19,40. Lúc đấy nào phải chết, lúc đấy thì nào thì lấy ví dụ thế. Bây giờ cũng vẫn ra kết quả như thế này. À, thấy chưa? Như cách đều nhau, cách nhau một đơn vị thì làm như thế này nhanh. Rồi, tiếp tục cái dòng dưới là cái gì? Dòng dưới là số số sản phẩm. Số SFP, số sản phẩm. Là bao nhiêu đây? À, 10, 5, 9, 20, 6, 5. Nhớ nhé. 10, 5, 9, 20,6, 7, 5. Có nhầm gì? Nhầm phát là đứt luôn đấy, đúng không? 10, 5, 9, 20, 6, 5. Rồi, tiếp tục. Dư liệu. Đầu tiên là chụp mạch bài đấy. Dư liệu mới. Dư liệu mới. Bằng lặp cái gì bao nhiêu lần khi đề bài cho bảng tần số, lặp cái gì thì ở trên, bao nhiêu lần ở dưới, lặp cái gì ạ? Đây là tần số là số sản phẩm. Đây, đã cho lên đặt vào thang em rất kính. Không có đề gì. Ồ, máy tính nó vẫn lên đúng không? Ở đây các bạn. Tiếp tục. Ồ, đâu rồi? Thank you.
kiểm tra. Sau đó làm thế nào để kiểm tra lại kết quả? Chỉnh rồi, thế là lại phải cần làm lại rồi. Đây là nhập thưởng cái gì đó là nhà. Sau đó là gì tiếp? Sau đó kiểm tra lại bằng cách là dùng cái table. Thấy nó cũng không là gì là nhiều lắm các quen Xuân Hằng.
Đặng Anh Tú có, Nguyễn Văn Nam có, Trần Đình Minh có, Nguyễn Đình Huỳnh có, Đỗ Thúy Hằng có, Nguyễn Gia Huy có, Nguyễn Thị Ngọc Huyền có, Nguyễn Huy Hoàng có, Vũ Thị Ngân có, Nguyễn Thị Ngọc và Thị Mơ có, Dương Thị Ngọc Huyền có, Nguyễn Thị Tú Trinh có, Phạm Minh Hằng có, Phùng Việt Hoàng có, Nguyễn Trọng Sơn có, Phạm Hà Nam có, Trương Thế Vinh có, Lê Đức Nam có, Tiên Nguyễn Việt Trường có, Vũ Hồng Nhung có, Nguyễn Trường Nam có, Lê Thị Mai có, lớn hơn theo không Đỗ Như Bình, Ngô Quang Minh có. Mới nhận bản chưa? Bàn Hải Dương phải không? Có là có đấy. Biết con. Tây gạch ngang giá trị. B gạch ngang giá trị. Mày đã trình bày đúng chưa? Sai luôn. Ôi gì đấy? Mức ý nghĩa là bao nhiêu thầy? 1%. Nếu để bài quên không cho, chúng ta sẽ cứ lấy mặc định là 5%. Còn nếu nó cho như thế nào thì để lại cho 1%. Trời ơi. Mức ý nghĩa 1%. 1/100 bao nhiêu? Úi giời ơi, 1/100 bao nhiêu? 0.01. 1/100 rồi hay số 7 chết rồi, chết. Chết một cuộc sống là sao? Chỉ có nghe lại, mà nếu mà chỗ nào nó chưa rõ thì chúng ta lên trên YouTube chúng ta xem lại bài của ngày hôm nay. Không phải làm nó chuyên nghiệp như thế chứ. Mức ý nghĩa 0.01 lớn hơn P giá trị, do đó ta bác bỏ nhận định H0. Tức là cái gì nhỉ? Để bài nó cho cái gì? Tức là máy hoạt động không bình thường, tức là cái nghi ngờ nói trên là có cơ sở, đúng nhất nghi ngờ nói trên là hoàn toàn có cơ sở. Trình bày như thế nhà bài hoạt bạn trả lời như này là mức ý nghĩa 0.01 lớn hơn về giá trị, do đó ta bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là nghi ngờ trên có cơ sở, không bình thường đâu, được chưa? Đấy, như vậy là với ba ví dụ chúng ta đã làm quen được với cái dạng bài đó là kiểm định trung bình một mẫu. Sau đây thì chúng ta sẽ làm quen về kiểm định tỷ lệ. Hôm nay có vẻ chẳng là đáng tràn cũng phải tràn, bởi vì nó còn nhiều lắm, nội dung còn rất nhiều. Kiểm định trung bình đã xong, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với kiểm định tỷ lệ. Về kiểm định tỷ lệ, kiểm định tỷ lệ chúng ta sẽ trên một cái hoa không thường slide đã.
Quen về bài tập kiểm định tỷ lệ. Kiểm định tỷ lệ. Đây là bài 96. Kiểm định tỷ lệ. Bài 96. Này, chữ hơi nhỏ. Nhỏ quá. Kiểm định tỷ lệ. Bao nhiêu phế phẩm? 20 tức là x bằng 20. Thì các em phải làm thao tác như sau.
n nhân p mũ, tức là n nhân với x chia cho n, thực chất chính là bằng x bằng 20 lớn hơn bằng 5, và n nhân 1 trừ p mũ thực chất chính là n trừ x, tức là 250 trừ đi 20 bằng 230 cũng lớn hơn bằng 5. Hai điều kiện này quả bạn cho nên chúng ta mới không điều chỉnh liên tục. Cái này là bắt buộc nhé, không điều chỉnh liên tục. Cái đoạn này là đoạn bắt buộc. Nhiều em làm bài về trung bình viết thiếu, à về tỷ lệ là viết thiếu. Đầu tiên là gọi H0H1 này, xong là có cái đoạn xử lý này, không điều chỉnh liên tục. À, lệnh rất là dễ. Parop.test, lệnh kiểm định sẽ là parop.test. Parop.test là có parop.test cứ gọi parop chữ p, chữ b quá thử biết ngay. Đôi lúc mình sẽ không nhớ đâu bởi vì cái phát âm của nó giống nhau. Parop, lệnh kiểm định là parop.test mở ngoặc hỏi chấm parop.test, chúng ta sẽ biết được cái thao số. Đó, thấy dễ chưa?
kết quả chúng ta được P giá trị bằng khác biệt đối với lại cái phương pháp cái phần kiểm định trung bình. Chúng ta quan sát lại, đây là bài tập số 86. Thì cái bước 0 là chúng ta phải gọi P là tỷ lệ của phế phẩm của dây chuyền, H0 là P bằng 0,07, H1 là P khác 0,07. Và với giả thiết cho chúng ta có được N là bằng 250 và X bằng 20. Bước thứ hai là chúng ta phải kiểm tra điều kiện N P mũ có lớn bằng 5 hay không, và N nhân 1 trừ P mũ có lớn bằng 5 hay không. Thì kết quả là hai cái này nó đều thỏa mãn, cho nên chúng ta sẽ không điều chỉnh liên tục, có nghĩa là correct bằng full. Và lệnh kiểm định như sau. Lệnh kiểm định rất dễ dàng. Rob.test N bằng 250, X bằng 20. Tất nhiên cái này chúng ta có thể đổi vị trí nhau thoải mái, viết cái nào trước được nhưng phải đầy đủ. Answer bằng true, tức là 2 true. P giá trị là bằng 0,5355. Vì vậy là mức ý nghĩa nhỏ hơn P giá trị, do đó chúng ta phải chấp nhận H0, tức là tỷ lệ phế phẩm của dây chuyền không hề thay đổi. Đấy, đúng chưa? Ê, nó mới hay.